Kính thưa quý vị và các bạn, đây là tầng 4 của khách sạn Mandarin Marina. Và bây giờ là 7 giờ sáng, tôi có mặt ở đây để ăn sáng. Và bây giờ thì tôi xin review cho quý vị và các bạn xem thử cái khu vực ăn sáng của khách sạn Mandarin Marina này thú vị đến mức nào. 1515 room number. People for one, sir? Two people. Đây là toàn bộ cái khu vực ăn sáng rất là rộng, rất lớn. Mặc dù chỉ mới 7 giờ sáng thôi nhưng mà thực khách, tôi nghĩ là khách của khách sạn xuống đây rất là đông. Đây là cái bàn của tôi dành cho hai người. Có cả một cái bàn lễ tân đưa vào để sắp xếp chỗ. Rất là quy củ, rất là ngăn nắp, chứ không phải là chúng ta muốn ngồi ở đâu là được ngồi. Đây là khu vực quầy nước uống. Nước táo, nước cam, nước ổi và nước bưởi. Rồi quầy trái cây cũng khá là phong phú. Đây có dưa gang, thơm, thanh long, dưa hấu, chuối, nho, vân vân. Và bây giờ tôi đi ra cái quầy ăn mặn để tôi chọn các cái món mà nó phù hợp với cái bữa ăn sáng của tôi. Đây trước mắt chúng ta là nơi mà có khói bốc nghi ngút, ở đây là ổ cơm trắng. Sushi. Rất nhiều loại bánh. Bánh dầu strawberry danish. Chocolate muffin. Bánh sô cô la. Blueberry muffin. Kiểu bánh bông lan Việt Quốc. Bánh bông lan nhân nho raisin muffin. Ở phía bên này là quầy bánh mì. Thì hầu hết thì chúng ta đi các cái nhà hàng ở các khách sạn quốc tế ở thế giới thì chúng ta đều thấy là đều có tất cả các quầy bánh mì. Bởi vì cái dân họ, những người nước ngoài thì họ rất là thích ăn bánh mì, đặc biệt là dân châu Âu, phương Tây, những khách sạn quốc tế thì đều như thế cả. Ở đây có cả bánh phồng tôm. Cà ri, có vẻ như khách sạn này có một số cái món để dành cho dân gốc Ả Rập thì Ấn Độ. Đây là một cái loại trứng kho sa tế tên là sambal egg, khá lạ. Đây, ở đây cũng có hẳn một cái quầy trang trí rất là đẹp, có những cái rế style rất là Asian, rất là châu Á. Khuấy. Rồi, các cái món thịt nguội. Ở quầy này là cái quầy trứng chiên nha mọi người.
là gì? À, bánh bao. Còn cái nồi này là gì đây? Ồ, nó giống như bánh bột lọc nhà mình đó mọi người ha. Còn trong cái thố sành này không biết là bà là cái gì đây, để tôi xem nào. À, là mì xào. Mì áp chảo Hồng Kông. Wok fry Hong Kong noodles. Rồi ở đây là cái quầy mì. Đây họ để tất cả mọi thứ để mình tự chọn. Dường như có vẻ như là cái món mì này là cái dân châu Âu, dân phương Tây họ không thích. Thành ra hình như ở đây có vẻ hơi vắng vẻ. À, cái đây là súp. Ở đây là nước lèo đó, cái nồi này là nước lèo đó. Tôi đặc biệt thích là cái cách bày trí, thiết kế và sắp xếp ở đây. Nhìn rất là khoa học, thông thoáng, nhưng mà cũng vô cùng sang trọng nữa. Có mấy cái khu vực ngồi, ở đây là cái khu vực ngồi bên trong. Hồi nãy thì lúc đường vào chúng ta đã thấy khu vực ngồi bên ngoài. Và đây là một cái khu vực ngồi khác nữa, có view nhìn ra bên ngoài rất là đẹp, nhìn ra sân vườn. Rồi, như vậy thì thưa quý vị và các bạn, nếu cái quý vị và các bạn có đến Singapore thì các bạn đừng quên Mandarin Marina Hotel là một trong những cái địa chỉ tôi nghĩ rằng rất là phù hợp cho những chuyến đi công tác hoặc kể cả du lịch đến Singapore cùng với gia đình và người thân các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi phải đi chọn đồ ăn. Để tôi ăn còn tôi còn đi hội nghị nữa. Tạm biệt mọi người, nhớ đăng ký kênh Color Man để xem thật nhiều review thú vị và những câu chuyện hậu trường nữa nha.